Thời kỳ Tam Quốc là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc, nơi mà ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô không ngừng đấu tranh để giành địa bàn, cũng là thời kỳ sản sinh ra không biết bao nhiêu nhân tài, thậm chí còn được hậu nhân nhớ đến tận ngày nay. Tuy nhiên, ở thời kỳ chiến tranh loạn lạc, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, kèm theo đó là lòng trung thành và sự phản bội cũng có thể dễ dàng thay đổi trong một thời gian ngắn. Cùng khám phá những câu chuyện và nhân vật về sự phản bội đầy kịch tính của họ đã dẫn đến cái chết của người lãnh đạo mình. 1. Mạnh Đạt đầu hàng Ngụy hại chết Quản Vũ. Mạnh Đạt có lẽ là người phản bội nhiều người chủ của mình nhất trong lịch sử Tam Quốc. Ông là một tướng phục vụ dưới trướng của Lưu Trương, Lưu Bị, Tào Phê và Tào Duệ. Cùng với Trương Tùng và Phạm Chính, Mạnh Đạt cũng luôn muốn tìm một người chủ tốt cho Ích Châu. Ông đã thề sẽ trung thành với Lưu Bị khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu. Khi Lưu Bị được Ích Châu Mục, Lưu Trương mời đưa quân vào Xuyên Thục, Mạnh Đạt và Phạm Chính được giao nhiệm vụ hộ tống cùng với 2.000 quân sĩ. Lưu Bị đã hạ lệnh cho ông mang số binh sĩ này quay trở về Giang Lăng. Ông được phong làm Nghi Đô Thái Thú. Mạnh Đạt đã có đóng góp quan trọng trong việc giúp Lưu Bị giữ vững thành Giang Lăng và chiếm được Phòng Lăng của Thượng Dung. Tuy nhiên, dù có đóng góp công lao cho nhà Thục Hán, nhưng Lưu Bị vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Mạnh Đạt, nên Lưu Bị đã gửi con nuôi của mình là Lưu Phong đến hỗ trợ cho Mạnh Đạt. Mạnh Đạt thấy mình dù đã có nhiều chiến công nhưng lại bị kìm kẹp đề phòng, nên trong lòng cảm thấy không phục, nhất là khi phải chia sẻ quyền lực với người con nuôi của Lưu Bị, không được tự do kiểm soát Thượng Dung theo ý mình. Mạnh Đạt cũng có phần trách nhiệm lớn liên quan tới cái chết của Quản Vũ. Khi Quản Vũ rơi vào tình thế khó khăn tại Tường Dương, Quản Vũ đã từng gửi thư cầu cứu Lưu Phong và Mạnh Đạt mang quân tiếp viện. Tuy nhiên, Mạnh Đạt đã khuyên Lưu Phong không nên cứu giúp Quản Vũ, vì trước đây Quản Vũ đã không hài lòng khi Lưu Bị muốn nhận Lưu Phong làm con nuôi. Lưu Phong cho là phải nên lấy cớ không ứng cứu Quản Vũ. Điều này góp phần dẫn đến cái chết của Quản Vũ dưới tay quân Đông Ngô. Sau này, Mạnh Đạt đã bị kết tội thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến cái chết của Quản Vũ, nên Lưu Bị đã giáng chức ông. Mạnh Đạt lo sợ không giữ được tính mạng nên còn ở lại nhà Thục Hán, nên đã quyết định đầu hàng Tào Ngụy. Mạnh Đạt về bên Ngụy được Tào Phi coi trọng và ưu ái, giao cho ông quản lý Phòng Lăng, ba quận Tây Thành và Thượng Dung. Tuy nhiên, sau khi Tào Phi qua đời, Mạnh Đạt lại lo sợ mình không thể chống lại các cuộc tấn công từ nhà Thục Hán do Gia Cát Lượng chỉ huy, đã quyết định rời bỏ Ngụy để quay về Thục. Tuy nhiên, kế hoạch về đầu quân cho Thục của Mạnh Đạt bị bại lộ. Khi đã bị thuộc hạ của mình là Thân Đam phản bội, khiến cho Tư Mã Ý biết kế hoạch đầu hàng Thục của ông. Ông đã mất mạng trong lần giao tranh với Tư Mã Ý, kết thúc cuộc đời một cách đầy bi kịch. 2. Mi Phương, Phó Sĩ Nhân đầu hàng Ngô hại chết Quản Vũ. Mi Phương là em trai của Mi Trúc, cũng là một quan lại thân tín của Lưu Bị và là anh trai của Mi Phu Nhân, vợ Lưu Bị. Mi Phương và Mi Trúc đã bán hết tài sản gia đình để ủng hộ cho Lưu Bị gây dựng cơ nghiệp, và theo Lưu Bị từ những ngày đầu từng vào sinh ra tử với Lưu Bị trong trận Trường Bản. Năm 219, do bất mãn với Quản Vũ nên Mi Phương cùng với tướng Phó Sĩ Nhân đầu hàng Tôn Quyền và không xuất binh cứu Kinh Châu, và dẫn đến cái chết của Quản Vũ. Trong tác phẩm kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả, Quản Vũ thấy tình hình nhà Tào Ngụy đang phải chống đỡ các cuộc tấn công của Thục Hán ở Hán Trung, đã tổ chức một cuộc tấn công lên phương Bắc để hòng đánh chiếm Nam Quận của Tào Nhân và liền mạch tiến thẳng sao huyệt của Tào Tháo ở Hứa Xương, và đã phái Phó Sĩ Nhân cùng Mi Phương làm tướng tiền phòng, dẫn dắt một lực lượng đặt trại ngoài thành. Trong khi đó, Quản Vũ tổ chức một bữa tiệc trong thành để chiêu đãi Phí Thi. Do sự bất cẩn, Phó Sĩ Nhân và Mi Phương đã vô tình gây ra hỏa hoạn. Quản Vũ sau đó đã triệu tập Phó Sĩ Nhân và Mi Phương, định hạ lệnh chém đầu hai người họ. Nhưng nhờ Phí Thi xin tha mạng cho họ và nói rằng, đại quân trước khi xuất trận không nên chém tướng, đợi khi đánh xong trận này rồi hãy luận tội họ, nên hai người đã được tha mạng. Tuy nhiên, cả hai vẫn bị đánh 40 trượng và bị tước bỏ ấn thụ tiền phòng. Mi Phương sau đó được phân về giữ Nam Quận, trong khi Phó Sĩ Nhân được giao giữ Công An. Sau này khi Quản Vũ mải mê giao tranh với quân Tào, Đông Ngô đã nhân cơ hội Kinh Châu phòng bị lỏng lẻo cho quân tiến công Kinh Châu. Mi Phương và Phó Sĩ Nhân đã đầu hàng Tôn Quyền, dâng hai thành cho Đông Ngô. Về sau, khi Lưu Bị tiến công Ngô để báo thù, Mi Phương do sợ hãi đã cùng Phó Sĩ Nhân giết Mã Trung, một tướng lĩnh của mình, và mang đầu ông ta dâng cho Lưu Bị
nhằm xin được tha tội. Tuy nhiên, Lưu Bị từ chối và quyết định hành quyết cả hai để trả thù cho Quan Vũ. 3. Phạm Cương Trương Đạt giết chết Trương Phi. Sau biến cố Quan Vũ bị quân Ngô bắt và hành quyết, Trương Phi vô cùng đau buồn và chìm trong bi thương. Ông suốt ngày coi rượu làm bạn để quên đi nỗi đau. Mỗi khi nỗi buồn trỗi dậy, ông lại trút giận lên tướng sĩ bằng cách đánh đòn họ. Khi Phạm Cương Trương Đạt được giao nhiệm vụ may áo tang để cùng hội quân với Lưu Bị đánh Đông Ngô trả lời cho Quan Vũ, thì hai người này không hoàn thành nhiệm vụ. Trương Phi không kiềm nén được cơn thịnh nộ, kéo họ ra và đánh mỗi người 50 trượng. Sau đó, Trương Phi cảnh cáo rằng nếu ngày mai không cung cấp đủ số lượng áo tang theo yêu cầu, ông sẽ xử tử họ. Trương Đạt và Phạm Cương quá hiểu tính của Trương Phi, biết rằng rất khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cả hai sợ hãi trước cái chết cận kề nên đã bàn với nhau. Đằng nào cũng bị chết, chỉ bằng giết Trương Phi rồi cả hai chạy sang đầu hàng Đông Ngô. Vào nửa đêm, trong khi Trương Phi say khướt và không hay biết gì, Phạm Cương Trương Đạt đã lẻn vào trướng của Trương Phi. Mỗi người mang theo một con dao và lợi dụng Trương Phi khi đang ngủ say, cùng nhau đâm một nhát chí mạng vào Trương Phi. Trương Phi chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi qua đời. Trương Đạt và Phạm Cương nhanh chóng lấy thủ cấp của Trương Phi rồi đào tẩu sang phía quân Ngô. Tôn Quyền đã quyết định giữ hai người này ở lại Đông Ngô. Về phần Lưu Bị, khi nghe tin Trương Phi qua đời, ông vô cùng thương tiếc. Lưu Bị đã phong tặng Trương Phi danh hiệu Hoàn Hầu, và từ đó ông được thế hệ sau nhắc tới với tên gọi Trương Hoàn Hầu. Sau này, khi Lưu Bị dẫn đại quân chinh phạt Đông Ngô để giảm sự căm hận trong lòng Lưu Bị, bộ trắc của Đông Ngô đã khuyên Tôn Quyền nên giao trả Phạm Cương và Trương Đạt cho Thục Hán nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai họ Tôn Lưu. Tôn Quyền đồng ý với ý kiến đó, liền cho nhốt Phạm Cương, Trương Đạt trong lồng sắt và chuyển đến Hào Đình, nơi Lưu Bị đóng quân. Nhưng Lưu Bị đã không chấp nhận lời xin lỗi đó từ phía Đông Ngô. Ông đã giao hai kẻ đã giết hại Trương Phi cho Trương Bảo là con trai của Trương Phi để hành quyết. 4. Ngụy Diên giết chết Hàn Huyền. Ban đầu, Hàn Huyền là một quan viên dưới quyền Lưu Biểu, thứ sử Kinh Châu. Hàn Huyền được bổ nhiệm làm thái thú Trường Sa, kế nhiệm Tôn Kiên. Sau này, khi Lưu Biểu qua đời, người con thứ của ông là Lưu Tông được các thế lực trong vùng ủng hộ lên nắm quyền, giữ chức vụ Châu Mục Kinh Châu. Tuy nhiên, Lưu Tông biết mình không địch lại được Tào Tháo nên đã quyết định đầu hàng, dâng thành Kinh Châu cho Tào Ngụy. Trong khi đó, phe của Lưu Kỳ, người con trưởng của Lưu Biểu cùng với sự ủng hộ của Lưu Bị đã quyết không đầu hàng. Họ chiếm giữ Giang Hạ và thiết lập liên minh với Tôn Quyền Đông Ngô. Liên minh này đã có chiến thắng lịch sử khi đánh tan 83 vạn quân Tào trong trận Xích Bích, một trong những trận đánh quan trọng nhất, có vai trò hình thành nên thế chân vạc thời kỳ Tam Quốc. Lưu Bị lấy danh nghĩa của Lưu Kỳ cùng cai quản những quận của Kinh Châu lấy được sau trận Xích Bích, nhưng vẫn trên danh nghĩa mượn của Đông Ngô. Nhưng để các quận hoàn toàn thuần phục, Lưu Bị bắt buộc phải dẫn quân đi để nói chuyện. Vào năm 209, theo lệnh của Lưu Bị, Quan Vũ được cử đến Trường Sa để tiến hành thu phục quận Trường Sa. Hàn Huyền kiên quyết chống trả và từ chối đầu hàng. Trong bối cảnh đó, Ngụy Diên là người ủng hộ và muốn theo Lưu Bị đã đến thuyết phục Hoàng Trung, một trong những tướng tài nổi tiếng nhất tại Trường Sa. Nhờ sự ủng hộ của Hoàng Trung, Quan Vũ cuối cùng cũng buộc được Hàn Huyền phải hàng và giao nộp thành. Tuy nhiên, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có câu chuyện kể rằng Hoàng Trung thực sự không chịu hàng nhưng lại bị Hàn Huyền nghi ngờ vì đã tha mạng cho Quan Vũ nên bị bắt trói dẫn đến pháp trường để xử tử. Ngụy Diên đã ra tay giải cứu Hoàng Trung và dẫn binh sĩ để tiêu diệt Hàn Huyền, dâng thành Trường Sa lên cho Lưu Bị. Vì hành động này, Ngụy Diên bị Gia Cát Lượng chỉ trích là phản phúc nên luôn có ác cảm với Ngụy Diên. Tuy nhiên, Lưu Bị lại có cách nhìn khác. Ông đánh giá cao tài năng và trọng dụng Ngụy Diên. Đến năm 219, khi Lưu Bị chiếm được Hán Trung và tự xưng là Hán Trung Vương, có nhiều người nghĩ rằng Trương Phi là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Bị, sẽ được chọn để làm thái thú Hán Trung. Nhưng thay vào đó, Lưu Bị đã bổ nhiệm Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung, trấn viễn tướng quân. Khi được hỏi về việc cai quản vùng đất gần biên giới với Tào Tháo, Ngụy Diên đã tự tin khẳng định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều này khiến Lưu Bị cảm thấy yên tâm khi rút quân về thành đô. Sau đó, vào năm 221, khi Lưu Bị xưng đế, Ngụy Diên đã được phong làm Trình Bắc tướng quân, chứng tỏ sự tin tưởng mà Lưu Bị dành cho ông. Sau này, trong lần bắc phạt cuối cùng, khi Gia Cát Lượng qua đời, đã có di nguyện mang đại quân trở về Thục Hán.
Ngụy Diên đã làm trái di nguyện của thừa tướng, chiếm quân đội làm của riêng. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã sắp đặt sẵn kế hoạch khi Ngụy Diên làm phản, đã để Mã Đại chém chết Ngụy Diên. Nhưng đây vẫn là một án oan ngàn năm chưa có lời giải. Dựa trên những hành động của Ngụy Diên như làm trái lệnh Gia Cát Lượng, tự ý hành động và các cuộc đụng độ với Dự Nghi, ông đã trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ từ phía triều đình. Tuy nhiên, cái nhìn sâu xa vào bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh cụ thể cho thấy, Ngụy Diên có lẽ không có ý định làm phản nhà Thục Hán như triều đình đã quy kết. Nếu Ngụy Diên có mưu đồ tạo phản thì đã lựa chọn một con đường khác để tạo ra quyền lực mới cho mình, ví dụ như liên minh với Tư Mã Ý để tấn công Thục. Nhưng thực tế cho thấy, ngay cả khi bị Vương Bình đánh bại, Ngụy Diên cũng không hề tìm cách chạy trốn sang Tư Mã Ý mà chỉ trở về Hán Trung. Điều này khẳng định ông không có ý định phản Hán. Ngụy Diên có thể chỉ mong muốn loại bỏ Dương Nghi và giành lấy vị trí chỉ huy cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Một phần vì ông vẫn còn ấm ức về việc kế hoạch của mình trước đó không được triển khai. Sự thật này phản ánh một mặt khác của Ngụy Diên, một nhân vật lịch sử phức tạp có những đóng góp quan trọng nhưng cũng đầy tranh cãi. Các sử gia này đã đánh giá hành động của Ngụy Diên là mạo hiểm và đáng trách, nhưng việc kết tội ông về tội làm phản có vẻ như là một sự oan ức. Trần Nhĩ Đông, một sử gia, đã nêu bật rằng Ngụy Diên dành cả đời mình cho chiến tranh với những công lao to lớn. Tội của ông không nặng nề nhưng lại chịu một họa lớn do bị vu oan về mưu phản, một nỗi oan khiên đã kéo dài ngàn năm. 5. Hầu Thành. Hầu Thành là vị tướng dưới quyền Lạ Bố, là người thân cận với Tống Hiến và Ngụy Tục trong đạo quân của chư hầu này. Thời gian đầu theo Lạ Bố, Hầu Thành đã thể hiện được tài năng và lòng trung thành của mình. Hầu Thành đã phái một thuộc hạ tin cậy ra ngoại thành Hạ Phì để tìm mua ngựa, nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội. Sau khi hoàn thành công việc, khi đã mua lại 15 con ngựa tốt, tên thuộc hạ này lại bất ngờ chuyển sang đầu hàng theo Lưu Bị, chống lại mệnh lệnh của Hầu Thành. Khi nhận tin, Hầu Thành không chút chần chừ đã nhanh chóng đuổi theo và thu hồi được số ngựa, đồng thời trừng phạt kẻ phản trắc này. Những công lao của Hầu Thành được mọi người đánh giá cao. Họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng chiến công này. Trong dịp này, Hầu Thành đã mang theo một ít rượu ngon, mục đích vừa để biếu Lạ Bố như một hành động tỏ lòng tôn kính, vừa là cách để báo cáo thành tích với chủ công của mình. Tuy nhiên, khi biết chuyện, Lạ Bố lại tức giận dữ dội vì Hầu Thành đã vi phạm lệnh cấm rượu mà ông đã đặt ra trước đó. Trong cơn giận dữ, Lạ Bố đã ra lệnh trừng phạt Hầu Thành bằng cách phạt trượng. Sự việc này đã khiến Hầu Thành vô cùng uất ức, bắt đầu nảy sinh tâm trạng oán hận đối với Lạ Bố, từ đó dẫn đến những biến cố sau này trong quân đội của Lạ Bố. Vào năm 195, Tào Tháo đánh bại Lạ Bố khỏi Duyện Châu. Lạ Bố ban đầu nương nhờ, nhưng sau đó chiếm Từ Châu của Lưu Bị, cho Lưu Bị đóng quân ở thành nhỏ Tiểu Bái. Đến năm 198, quân số Lưu Bị tại Tiểu Bái tăng lên hơn 1 vạn người. Lo ngại Lưu Bị lực lượng lớn, nên Lạ Bố cử Cao Thuận và Trương Liêu tấn công thành Hạ Bì. Lưu Bị không chống đỡ nổi phải bỏ thành kêu cứu Tào Tháo. Năm 199, quân Tào Tháo vây thành Hạ Bì, nhiều tháng không chiếm được, bắt đầu mệt mỏi. Khi Tào Tháo muốn rút quân thì Quách Gia đã đề xuất một kế, cho khơi 2 dòng sông Nghi Thủy và Tứ Thủy để ngập thành. Thành Hạ Bì bị ngập khiến Lạ Bố phải rút lui đến lầu Bạch Môn. Kiệt quệ về lực lượng, binh tướng đều chán nản. Hầu Thành cùng 2 tướng lĩnh khác là Ngụy Tục và Tống Hiến phản bội Lạ Bố, bắt trói Lạ Bố cùng với quân sư Trần Cung dâng cho Tào Tháo. Tào Tháo sau đó đã hành quyết Lạ Bố. 6. Hứa Du hại chết Viên Thiệu. Hứa Du 157-204. Phần lớn thời gian của ông là mưu sĩ thân cận của Viên Thiệu. Ông cùng với Điền Phong, Quách Đồ và Thẩm Phối là những quân sư giúp cho Viên Thiệu trở thành thế lực lớn mạnh trong thiên hạ. Nhưng các mưu thần của Viên Thiệu bên ngoài thì bằng mặt, nhưng bên trong thì không ngừng tranh đấu lẫn nhau để giành được sự tin tưởng của Viên Thiệu. Hứa Du, bản chất là người tham lam, đã không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình. Trong trận Quan Độ, khi tình thế không còn thuận lợi cho Viên Thiệu, Hứa Du đã chuyển sang phía Tào Tháo và đưa ra kế sách quan trọng cho Tào Tháo. Về việc tấn công kho lương của quân Viên tại Ô Sào do tướng Thuần Vu Quỳnh canh giữ, trận chiến này đã giúp Tào Tháo giành chiến thắng quan trọng, làm lung lay nghiêm trọng lực lượng của Viên Thiệu. Sau trận Quan Độ, Viên Thiệu đã rơi vào cảnh suy sụp và qua đời vào năm 202. Tiếp theo đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa 2 người con của ông, Viên Đàm và Viên Thượng, đã làm chao đảo cả một vùng.
Viên Thượng tự lập làm Châu Mục Ký Châu, trong khi Viên Đàm tự xưng là Xa Kỵ Tướng Quân. Hai anh em trở thành đối đầu với nhau. Tào Tháo sau một thời gian dài vây hãm Ký Châu không thành, đã rút quân vào năm 203 để cho hai anh em nhà Viên tự gây hấn và đánh giết lẫn nhau. Quả nhiên, mâu thuẫn nội bộ đã bùng nổ. Viên Thượng đã phái Thẩm Phối giữ Nghiệp Thành, trong khi đó chính ông lại tiến quân đánh Thành Châu. Viên Đàm thật thế bị Viên Thượng đuổi đến Bình Nguyên, một huyện của Thành Châu. Đến đầu năm 204, Tào Tháo đã khởi động một chiến dịch lớn nhằm đánh chiếm Nghiệp Thành, tiếp tục thể hiện quyết tâm của ông trong việc mở rộng ảnh hưởng. Hứa Du sau này cậy mình có công nên hay có những lời lẽ coi khinh Tào Tháo. Lời nói của Hứa Du: "Này Aman, không có tôi, ông làm sao lấy được Ký Châu?" và "Không có ta, Tào Tháo làm sao vào được cổng này?" đã dẫn đến cái chết của ông bởi hậu vệ của Tào Tháo là Hứa Trử, một hành động có thể không chỉ xuất phát từ cảm xúc nhất thời mà còn là kết quả của sự sắp đặt ngầm của Tào Tháo. 7. Trương Tùng Pháp Chính hại chết Lưu Trương. Trương Tùng và Pháp Chính đều là mưu sĩ của Ích Châu Mục Lưu Trương. Vì Lưu Trương bất tài, chỉ mong sống hưởng thụ, trong khi đó đất Thục là vùng đất chiến lược. Trương Tùng và Pháp Chính không muốn để Ích Châu rơi vào tay của Trương Lỗ hay Tào Tháo, nên hai người đã vạch kế hoạch rước Lưu Bị vào Tây Xuyên để thay cho Lưu Trương. Trương Tùng đã thuyết phục Lưu Trương hợp tác với Lưu Bị bằng cách nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của Lưu Bị sẽ tăng cường cho Lưu Trương trong việc chống lại Tào Tháo và Trương Lỗ. Lưu Trương đồng ý với kế hoạch này của Trương Tùng. Lưu Trương đã cử Pháp Chính đi đến thành Công An để gặp Lưu Bị và thảo luận kế hoạch liên minh chống Tào. Pháp Chính sau khi đi sứ Kinh Châu gặp Lưu Bị về, hết lời ca ngợi không chỉ về tài năng mà còn cả nhân đức. Lưu Trương cũng đã phái tướng Mạnh Đạt cùng vài ngàn binh sĩ đến hỗ trợ Lưu Bị, thể hiện sự tin tưởng và sẵn sàng hợp tác mà Lưu Trương dành cho Lưu Bị. Vào năm 211, khi Tào Tháo cử Trung Do và Hạ Hầu Uyên chuẩn bị lực lượng để tấn công Trương Lỗ tại Đông Xuyên Ích Châu, sự lo ngại của Lưu Trương đã gia tăng. Nhận thức được tình thế nguy cấp, Lưu Trương lại một lần nữa, theo lời khuyên của Trương Tùng, đã cử Pháp Chính đến Kinh Châu để mời Lưu Bị đưa quân vào Tây Xuyên. Mùa đông năm đó, Lưu Bị đã dẫn gần 10.000 quân tiến vào Ích Châu, cùng với các tướng như Bàng Thống, Hoàng Trung và Ngụy Diên. Sau khi gặp gỡ và thảo luận, Lưu Trương đã cung cấp cho Lưu Bị 20.000 quân cùng với lương thực và trang bị quân sự, thúc giục ông tiến quân về phía Bắc. Sau khi bàn giao quân đội, Lưu Trương đã rút lui về Thành Đô, để lại Lưu Bị tiếp tục chiến dịch quân sự của mình. Sau khi tiến lên phía Bắc, Lưu Bị không hề tấn công tiến đánh Trương Lỗ mà quyết định dừng lại tại Hà Manh. Tại đây, theo mưu kế của Bàng Thống nên tập trung vào việc lấy lòng dân. Lưu Bị theo kế đó tập trung vào việc ban bố ân đức để thu phục lòng dân thuộc bản địa, nhằm xây dựng sự ủng hộ và củng cố vị thế. Lưu Bị trong thời gian gần một năm không có bất kỳ hành động giao tranh nào với Trương Lỗ. Điều này dần làm Lưu Trương nghi ngờ ý đồ của Lưu Bị. Lưu Trương đã cắt giảm lương thảo cung cấp cho Lưu Bị. Vào cuối năm 212, Lưu Bị tung tin muốn trở lại Kinh Châu để hỗ trợ Tôn Quyền chống lại Tào Tháo, gây ra sự hoang mang cho Trương Tùng tại Thành Đô. Trương Tùng lo sợ rằng nếu Lưu Bị rời đi, kế hoạch của mình trong việc hỗ trợ Lưu Bị thay thế Lưu Trương sẽ đổ vỡ. Vì vậy, ông đã vội vàng viết thư khuyên Lưu Bị hãy ở lại. Tuy nhiên, trước khi thư được gửi đi, nó đã bị Trương Túc, người anh của Trương Tùng, phát hiện. Trương Túc sợ bị liên lụy nên đã nhanh chóng đi tố cáo mưu đồ của Trương Tùng với Lưu Trương. Ngay lập tức, Lưu Trương ra lệnh bắt giết toàn bộ gia đình của Trương Tùng. Cái chết của Trương Tùng đã khiến Lưu Bị nhận ra rằng âm mưu chiếm Ích Châu của mình đã bị Lưu Trương biết, nên đành phải đưa ra kế hoạch hành động. Đến năm 214, Lưu Bị quyết định mở cuộc tấn công vào Thành Đô. Trong cuộc chiến này, Lưu Trương đã bị đánh bại và buộc phải đầu hàng, nhưng Lưu Bị cũng mất đi người quân sư tài giỏi của mình là Bàng Thống.